Trưa ngày 3 tháng 8, ông Nguyễn Tấn Hải, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tối qua, ban quản lý an toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu, điều tra nguyên nhân và xử lý theo quy định. Theo điều tra ban đầu của ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, trước khi có những triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đoàn du khách có ăn uống nhiều món tại ba nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu và đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Ngay trong sáng ngày 3 tháng 8, các đoàn thanh tra của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đã tiến hành điều tra, lấy mẫu tại các cơ sở kinh doanh này để đánh giá và xác định nguyên nhân. Bệnh viện 199 Bộ Công an cho biết, đến sáng nay đơn vị tiếp nhận tổng cộng 34 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm khi đang du lịch tại thành phố Đà Nẵng hiện tất cả bệnh nhân sau khi được cấp cứu đã xuất viện trở về khách sạn